Mình sẽ thử xì hơi trước mặt cho nó coi. Ôi trời má ơi, nó tản mình kìa. Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Buko đây. Và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game hơi bị bỡ. Thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ mình livestream Minecraft mỗi ngày vào lúc 6 giờ trên Nemo TV nha các bạn. Còn bây giờ thì let's go. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trò chơi Dust Simulator. Thì chúng ta sẽ vào game. Thì cái game này mình không biết như thế nào nữa. Mình nghĩ là mình sẽ chơi và mình cứ đi vòng vòng coi là chúng ta sẽ tìm được những gì. Rồi. Có gì đó nó sai sai. Ok. Mở tủ lạnh. Ô, có bình sữa. Sao mà đánh gấm vậy? Thôi, đi ra. Đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy xe. What a beautiful day. Ok, bây giờ mình sẽ chạy qua hướng này. Ok, ê, tránh ra. Ây da, lỡ cản nó rồi. Ây da, xin lỗi. Để mình xuống xe, mình xin lỗi. Ê, để mình xuống xe. Chiếc xe. Ôi, chết cha rồi, cản thêm lần nữa. Xin lỗi nha anh bạn, không sao đâu. Ok, đi theo tôi. Bây giờ xe mình để đó đi. Mình sẽ hả gọi là ông cứ đi theo tôi đi, tôi nói ông nghe về đại dương xanh. Giờ mình sẽ đi kiếm thêm vài người nữa. Mình sẽ đi kiếm thêm một cái này nữa. Rồi, đây. Ok, ba người rồi. Ok, ba cậu ơi đi. Cái gì vậy, chưa gì mà đã xô đẩy nhau rồi. Không có được. Lại đây coi, nhìn cái tướng đi của tôi nó rồi. Nhìn nó đù chưa kìa. Anh ba đù không? Bang này mới thằng tin đù. Anh ba đù. Rồi, bây giờ là mình sẽ thử xì hơi trước mặt cho nó coi. Ôi trời má ơi, nó tán mình kìa. Đi ra. Mày nè, tán tao đúng không? Mày ơi, tụi nó đánh nhau kìa. Mày. Cái này tao hiệu ứng đám đông được nè. Ủa, tụi mày làm gì vậy? Tụi mày múa túy quyền à? Vô xì hơi cái. Ây da, nó tán đồng mình còn trời, còn 40-60% máu. Follow me. Đúng rồi, tán nó. Ơi, rất là tiền rồi. Rất là tiền rồi. Ok, mình lụm được tiền rồi. À, có nghĩa là bây giờ mình sẽ làm sao mà cho tụi nó đánh nhau rồi mình lụm tiền của tụi nó. Game này bữa chè đấy. Ok, theo tôi. Nè anh ơi, anh có muốn theo em về đại dương xanh không? Em sẽ cho anh nghe những cái mùi thum thủm ở từ cái hậu môn, ở lòng mà từ cái bao tử của mình. Trời ơi, má ơi, xém tán mình rồi. Ok, tao có làm gì mày đâu, mày tán tao. Stop. Đập nó đi, đúng rồi. Ây da, đánh nhau kìa. Công an tới, bạo loạn không? Mẹ, bạo loạn không? Đập nhau. Đúng rồi, mày xuống nó cho tao. This is police. Ôi. Ây da, trời ơi, ba thằng đánh nhau. Ôi, thằng kia bỏ chạy rồi kìa, công an tới nó bỏ chạy rồi kìa. Ây da, đừng có tán em. Em còn có 41% máu à. Đừng. Mày. Ôi, xuống chết kìa. Ok. Hai thằng rồi anh em. Ủa, lụm được tiền cơ mà. Chết rồi. Như xác này còn cái gì đó mình chưa lụm. Hello. Ủa, mà sao mình còn có 24 máu à? 24% máu à, sao được? Chết rồi, vô nhà người ta. Rồi. Ủa, sao nhà người ta trống không vậy? Rồi, nhảy xuống. Ôi, nó không cho nhảy luôn. Rồi, các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ dụ tụi nó vô tiếp hay là... Đây, đúng rồi. Ủa là sao? Mày đi đường thôi, mày cũng té nữa hả? Follow me. Stay here. Đây. Oh no.
Này, này giống Nobita vậy. À! Má nó té từ bên kia, nó té cái mất mà còn có 0% máu. Ok, lại anh em, lại má ơi, lại là vô cầu tiêu 60 ngày. Mình phải ở trong tù 2 tháng mà hai này cứ nằm trong vậy, nằm trong tù 2 tháng nãy giờ luôn. Trời ơi, hai tao bay. Tỉnh dậy đi mấy má, tới giờ làm việc kìa. Hai thằng con trai mà quá trời phòng luôn, mà có hai thằng con trai chung một cái phòng là sao? Ở đây quá trời phòng luôn. Ồ, có một thằng đang nằm phề phỡn kìa. Ok, tới giờ ra tù rồi. Lần này mình sẽ không để chết đâu anh em à. Let's go, let's go. Hello mấy chế. Hello mấy cưng. Hello. Mình sẽ cho tụi nó đấm chết thằng kia. Hello mấy đứa. Lại đây. Ok, có người đánh mình rồi. Có ai đánh tôi không? Ui da, nó đánh nhau kìa. Chưa gì nó sút con, nó sút vô chân cút con ta kìa. Tiếp. Rồi, mày follow tao. Mày cũng follow tao. Lại đây. Ok, thằng này cũng follow mình. Lại đây. Ây da, đánh nhau mà bắt đầu. Mày What the fuck? What the fuck? Đánh nó. Mày. Tao bất ngờ. Đánh nó. Đúng rồi. Đứng dậy. Hands up. Ây da. Stop. Đúng rồi. Đứng dậy. Đúng rồi. Tập tao nè, đánh tao nè. This is police. Đánh tao. Bóng. This is police. Ây da. Trời ơi. Nó đánh tao vậy. Hands up. Ui da. Hai nó đánh nhau. Stop. Đúng rồi. Giúp mày đứng dậy một lần nữa. Thằng này đang đi trên đường. Nó không biết mẹ gì á. Ok. Hello người anh em. Cậu có muốn vào đại dương xanh không? Stop. Ui ơi, có người đánh mình. This is police. Stop. Ui. Đứng dậy nè. Ôi. Hands up. Ôi, nhiều người bay tới đánh mình quá vậy. No. Đánh nhau đi, đúng rồi. Tập đi. Đánh nhau đi. Đánh nhau lạng xả đi. A few moments later. Ôi dồ. Hands up. Fuck. Stop. Fuck. Hands up. This is police. Hands up. Yes. Win rồi. 4/4 rồi anh em. Quá mạng rồi. Bây giờ đi kiếm bánh hamburger ăn rồi. What? This is police. Stop. This is police. Fuck. Mở cửa rồi. Fuck. Stop. Hands up. Stop. Hands up. This is police. Fuck. Hands up. Hey dude. Đừng có đánh tao. Bỏ chạy. À. Chết rồi. Bây giờ lấy xe thôi. Mình phải lấy xe thôi. Bỏ đi. Còn có pháo 6% máu à. Tụi bay zombie hả? Cản chết tụi bay luôn. Cản hết. À, lọt mẹ xe rồi. No. Ok. Nó sẽ không đánh được mình đâu. Bỏ chạy. No, ta có làm gì tụi bay đâu. Đừng. Ok, chạy về văn phòng. Ok. Nhà tôi ở đâu? Nhà tôi đang ở đâu? À, nhà tôi phải qua cầu, đúng rồi. Ok, đi về. Hồi mấy thằng quần đen nó dí mình kìa. Vô đây coi có gì để làm không. Vậy là mình đã xong nhiệm vụ rồi. Mình đã lừa cho mấy thằng kính râm đánh lộn người. Bây giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nó coi như là mình là người đi phá đám á. Mình đi phá rất là nhiều người luôn. Ủa, trên đây không có gì vậy? Văn phòng mà không có gì hết vậy ta? Ok, đi xuống rồi. Đi xuống. Stop. Bỏ ra. Đi ra. Mình phải đi về. Ở đây quá nguy hiểm đối với tôi rồi. Bây giờ sao đây? Chết rồi. Ai đó hãy cứu tôi. Stop. Hands up. This is police. Tao rất là tức giọng mà. Ok, mình nhốt hết miếng này trong đây luôn. This is police. Oh!
Ok, ok, lấy xe đi rồi. Lấy xe đi rồi. Ok. Về nhà. Nhà tôi đang ở đâu? Tránh ra coi. Mày, tao tông mày xịt sữa luôn. Chết rồi, nhà tôi đang ở đâu tôi còn không biết đây. Ok, mình sẽ đi qua hướng bên đây. Mong là tìm được căn nhà của mình. Let's go. Về tới nhà chưa? Chết rồi, bụi cây gì đâu. À, mấy cục gạch đúng không? Rồi, tưởng bụi cây gì đâu mà cứng vãi cứt luôn. Ok. Hands up, this is police. Hands up, this is a boy. Stop. Fuck. Stop. Hands up. Cái gì vậy mấy má? Trời ơi, cho tao về nhà đi. Ok. Stop. Tụi mày muốn đánh nhau với vậy? Tập nhau đúng rồi. This is police. This is police. Ôi giời, nó đánh nhau kìa. Ok, được chơi, đánh nhau rồi, đánh chết đi. Ui da, trời ơi, mà nó xuống một cái vô chân cút, chết tôi luôn rồi. Ủa, tôi thắng rồi mà, cái gì kỳ vậy? Tôi có 4 sao rồi. Ủa, tại sao lại ở tù? Ôi, cái game này. Hai thằng này vẫn nằm ở đây là sao? Trời ơi là trời, bà mẹ tôi bay. Ok thì cảm ơn các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Rồi bây giờ thì mình làm sao đây? Còn một ngày nữa. Ok, được ra tù rồi. Cảm ơn các bạn nha. Còn bây giờ thì đi ra đi về. Đừng mạng. Ủa tại sao mình vẫn còn ở đây? What? Mình bị kẹt trong đây rồi. Ồ, ở đây mới có một cuộc ẩu đả nè các bạn. Lượm tiền trước đã. À, cuộc ẩu đả này kỳ lắm. Vô. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.